Cha ông ta đã dạy rằng thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Kính thưa quý vị, những ngày qua, từ khi ông Võ Văn Thưởng xin từ chức, dư luận đặc biệt là những trang phản động đã đưa nhiều chuyện xuyên tạc. Tất nhiên, việc ông từ chức vì ông vi phạm những điều đảng viên không được làm, nhưng những trang phản động này tuyên truyền là Việt Nam đang xáo trộn về chính trị, đấu đá nội bộ, rất nguy hại cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và tiếp theo đó, những ngày gần đây, sau chuyến thăm Trung Quốc, thì ông Vương Đình Huệ chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo. Những tin đồn vô căn cứ liên tiếp nổ ra, từ đời sống riêng tư cho đến mục đích thật sự của ông khi được điều sang nước bạn Trung Quốc. Dư luận chưa kịp lắng xuống thì ngay sau đó, ông Vương Đình Huệ lại một lần nữa bị xéo tên khi trợ lý thân tín của ông là Phạm Thái Hà bị bắt. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là số phận ông Huệ sẽ ra sao khi trợ lý vướng vào vòng pháp luật. Ngay lập tức, trên các trang báo phản động như Người Việt News hay VOA tiếng Việt đã có bài viết như thế này. Ngay khi Hà Hê bắt tay với các quan chức cấp cao của Bắc Kinh và ra về, mặt ông Vương Đình Huệ đã tái mét khi thấy dưới chân máy bay đã có mấy chiếc xe biển số 80 đang chờ để áp giải Phạm Thái Hà về cơ quan điều tra. Ông Hà đang nắm giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội kiêm trợ lý và là cánh tay phải lâu năm của ông Huệ để bàn tính các nước cờ, đối phó chính trị lẫn leo cao. Mặc dù sự vụ được giấu kín, nhưng tin tức ở trong nước đến chiều tối ngày 17 tháng 4 đã lan nhanh qua các tin nhắn riêng. Có tin nói ông Hà bị khởi tố, bắt tạm giam tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Nhưng cũng có tin nói rằng bị buộc tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Nhưng dù là tội gì, rõ ràng sợi dây liên đới dẫn đến ông Huệ đã hiện ra. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đương đại vẫn rành rành chuyện vào tháng giêng năm 2023, hai ông phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã phải xin từ chức vì các trợ lý mắc sai lầm. Để biểu quyết xác định sai phạm của hai nhân vật này, 486 đại biểu quốc hội đã được họp mật theo từng tổ, nghe đọc chi tiết về các vấn đề sai phạm của từng người. Văn bản có đóng dấu mật, không phổ biến bên ngoài, có chữ ký xác nhận của ông Tô Lâm và cả chữ ký xác nhận có xem qua của Tổng Trọng. Dĩ nhiên lối thoát cuối cùng của hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là phải làm đơn xin từ chức và cuối cùng được 96,99% số hội nghị gật đầu bỏ phiếu lúc đó tán thành. Và vụ bắt ông Phạm Thái Hà chỉ là hai bước của tổng kế hoạch loại bỏ ông Vương Đình Huệ. Bước 1, trong những ngày ông Huệ cầu viện Bắc Kinh, thậm chí đem chuyện các mỏ đất hiếm của Việt Nam ra để nhử mồi cầu thân, thì ở quê nhà ông Tô Lâm mở đại án liên quan đến tập đoàn Thuận An. Thuận An là cái tên ít ai để ý, nhưng người cầm đầu là chủ tịch Nguyễn Duy Hưng là luôn lót tiền khéo léo và đậm cho Phạm Thái Hà. Nhờ vậy, tập đoàn Thuận An luôn vượt qua các nhà thầu khác để nhận ngân sách xây dựng hàng trăm ngàn tỷ từ nhiều năm nay. Các tuyến đường cao tốc khắp đất nước đều có bàn tay vận động hậu trường của tập đoàn Thuận An để giành lấy. Và những trang phản động này cho rằng, dĩ nhiên mọi chuyện đều có cái gật đầu của ông Huệ thì ông Hà mới dám ký và vận động hành lang cho tập đoàn Thuận An. Tổng kết quá trình tiền hối lộ cũng đã lên con số ngàn tỷ mà chắc chắn không thể nào Hà dám ôm hết một mình. Qua sự bảo trợ chính trị của Liên minh Huệ Hà, ông chủ tập đoàn Thuận An còn thao túng đến mức bán lại các gói thầu giành được cho các công ty xây dựng khác đem riêng về cho mình. Những số tiền hoa hồng khổng lồ và từ đó các vụ thu tiền phí cao tốc bất minh và ngang ngược đã diễn ra trên suốt cả nước mà không ai hiểu nổi. Những người dân lên tiếng phản đối và vạch trần sự việc này lần lượt vào tù hay phải bỏ đi tị nạn chính trị. Và những trang này còn đưa tin rằng ông Huệ phải im lặng từ chức. Thế nhưng, nhằm dập tắt các tin đồn bất lợi, ngày 17 tháng 4, ông Huệ đã ra mặt trong cuộc họp mở màn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngay ngày đầu. Vốn không cần Chủ tịch Quốc hội có mặt, mà chỉ cần đại diện là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường là được rồi. Dĩ nhiên Chủ tịch Huệ muốn bắn đi thông điệp rằng mình là người không dễ gục ngã nhưng đường dài mới biết sức ngựa. Giờ đây ông Hà, đàn em thân tín, gắn bó là một người đi cùng ông Huệ qua nhiều nấc thang quyền lực suốt gần 20 năm
người hiểu và nắm rõ những phần ăn của mình và ông chủ đang đối diện với những thủ thuật tra vấn kinh sợ của đàn em Tô Lâm. Từng đêm, trong ngục tối, Liêu Hà sẽ bảo vệ ông chủ của mình đến mức nào. Còn ông Trọng, ắt cũng đang bứt tóc nghĩ đến cách giải vây trong Huệ. Những câu chuyện đốt lò không có vùng cấm mà ông vẽ ra nhằm triệt tiêu các đối thủ chính trị của mình, giờ đây thành chuyện há miệng mắc quai và phải nhượng bộ cho ông Tô Lâm diễn trò trong sạch hóa nội bộ. Vâng, thưa quý vị, có thể nói đây hoàn toàn là những lời nói mang tính kích động một chiều của các thế lực phản động cách mạng. Mọi thông tin chỉ là đồn đoán và chỉ khi nào cơ quan chính thống nhà nước thông báo thì người dân mới nên tin đó là sự thật. Bởi sáng ngày hôm qua là ngày 22 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vẫn tiếp tục phiên họp thứ 32 trong cuộc họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Vấn đề Chủ tịch Vương Đình Huệ có phải chịu trách nhiệm trước cán bộ cấp dưới là hay không, đó là quyết định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trước trường hợp này đã có nhiều trường hợp chủ động xin từ chức do cấp dưới sai phạm. Quay trở lại với những nhà lãnh đạo, thời gian qua đã lần lượt bị miễn nhiệm chức vụ, chủ động xin từ chức do những sai phạm của các cán bộ cấp dưới và chịu trách nhiệm là người đứng đầu như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và tiếp đến là ông Võ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ. Vậy trước sự việc trợ lý của mình bị bắt giữ để điều tra vụ án thì liệu Quốc hội có thống nhất khai trừ ông Vương Đình Huệ hay không? Và ông Huệ sẽ phải có những động thái gì? Về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và chế độ tập trung dân chủ của ban lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức cơ quan đơn vị địa phương là người lãnh đạo, quản lý trách nhiệm cao nhất của tổ chức cơ quan đơn vị địa phương đó. Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với nhau, không thể có quyền mà không chịu trách nhiệm, cũng không thể đòi trách nhiệm mà không giao quyền tương ứng. Cần nghiên cứu xác định rõ vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, từ đó có cơ sở xem xét xử lý trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao. Người đứng đầu được giao cho sử dụng một số quyền lực để thi hành chức trách nhiệm vụ được giao, đó là quyền lực của tập thể trao cho họ. Và họ là người đại diện cho quyền lực của tập thể để thực thi công việc. Sao cho có hiệu quả nhất, quyền lực đó không phải là của cá nhân họ. Chất lượng công tác của người đứng đầu thể hiện chất lượng lãnh đạo cụ thể của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở đơn vị mà người đứng đầu đại diện. Nó bộc lộ toàn bộ khả năng phẩm chất của người cán bộ, đồng thời cũng thể hiện chất lượng lãnh đạo cụ thể của tổ chức đảng ở lĩnh vực mà cá nhân người đứng đầu được trao quyền đại diện. Hồ Chủ tịch chúng ta đã từng chỉ rõ cán bộ là gốc của mọi công việc. Người đứng đầu lại càng là gốc quyết định sự thành công của đơn vị địa phương, đoàn thể, cụ thể, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. Trong mọi trường hợp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm lớn hơn cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Không những chỉ là liên đới trách nhiệm mà đây còn là trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc. Người đứng đầu cơ quan đơn vị có trọng trách lớn trước mọi thành công hay thất bại trong một hoạt động lãnh đạo, tổ chức điều hành cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng và đúng thời hạn được giao, tự mình phải chịu trách nhiệm chính trong việc ra các quyết định, chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Việc tự mình biết tạo ra khả năng quán xuyến, khả năng tổng hợp, khái quát đòi hỏi người đứng đầu có năng lực nghe, nhìn, phân tích mọi hiện tượng, sự việc trong cơ quan hay đơn vị, nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan và chính xác. Những cán bộ nhân viên thuộc quyền có vai trò rất quan trọng đối với người đứng đầu trong sử dụng, bố trí, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nhân viên phù hợp. Nếu để xảy ra các vi phạm thì người đứng đầu trước hết phải chịu kỷ luật đảng, sau đó là trách nhiệm trước pháp luật, chính quyền và nhân dân. Trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện ở những điểm chính sau đây: thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thể hiện ở tính tiền phong gương mẫu liêm chính, nói đi đôi với làm, thể hiện ở tính dân chủ, tinh thần tập thể trong công tác và văn hóa ứng xử. Các mối quan hệ của người lãnh đạo thể hiện ở trình độ, năng lực, phẩm chất, phong cách của người lãnh đạo, có quan điểm, phương pháp làm việc khách quan, toàn diện và cụ thể. Người đứng đầu có vị trí, trách nhiệm cá nhân và vai trò như đầu tàu, quyết định mọi thành công hay thất bại trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu phải xác định cho thật rõ cơ chế trách nhiệm và chỗ đứng của mình trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và cơ quan đơn vị, phải phân biệt rạch ròi quyền và trách nhiệm của mình đến đâu, mối quan hệ giữa mình và tập thể, ban lãnh đạo như thế nào. Để tránh trường hợp thành tích thì nhận về mình, còn thiếu sót khuyết điểm thì đổ lỗi cho tập thể. Sự nhập nhàng trong việc xác định
mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách sẽ đẩy người đứng đầu rơi vào một trong hai tình trạng, hoặc là độc đoán chuyên quyền, hoặc là sợ trách nhiệm chờ đợi không dám quyết đoán. Vấn đề nêu gương của người đứng đầu đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, bởi vì dù ở đâu, lĩnh vực nào hay thời gian nào thì việc nêu gương của người đứng đầu luôn luôn có vai trò to lớn đối với sự thành công hay thất bại của đơn vị. Nếu người lãnh đạo gương mẫu, chính trực có thể giúp tập thể đoàn kết phát triển vững mạnh, nhưng nếu người lãnh đạo suy thoái về tư tưởng đạo đức, không phát huy vai trò nêu gương, có thể khiến nội bộ lục đục và suy yếu. Những sai lầm khuyết điểm của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật, được đảng ta nhận diện, đó là thiếu gương mẫu trong quản lý điều hành, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy định của đảng, nhà nước và công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát, có hành vi tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm gây hậu quả nghiêm trọng đến cơ quan đơn vị, thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng. Nổi cộm trong thời gian gần đây có thể kể đến các đại án như ký test Việt Á, chuyến bay giải cứu liên quan đến lãnh đạo nhiều các bộ ngành địa phương, vụ nâng khống thiết bị y tế xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai, vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bia Rượu về quản lý đất đai, vân vân. Thẳng thắn nhìn nhận, nếu không có sự tiếp tay dung túng của một số lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chắc chắn chiếc vòi bạch tuộc của tham nhũng tiêu cực không thể hoành hành, gây nên hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Thực tế này đã cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực cần phải được thực hiện song hành với công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó có việc chấn chỉnh vai trò trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các cấp, vai trò nêu gương mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải được đề cao. Trong công tác tổ chức cần xem xét việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là yêu cầu bắt buộc, làm căn cứ để phân công công tác bố trí nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc đánh giá phân loại và giám sát cán bộ hàng năm. Mọi sai phạm của bất cứ cá nhân lãnh đạo nào cũng cần phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Nhắc lại phát biểu tại hội nghị ngành kiểm tra đảng, Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai nói trong 83 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý, có 59 cán bộ vi phạm do các nhiệm kỳ trước đây, 24 cán bộ vi phạm trong nhiệm kỳ này. Nhiệm kỳ 12-13 đã đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số minh bạch của Việt Nam đã thăng hạng rất đáng kể, nhưng tại sao vẫn còn cán bộ vi phạm? Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy nên còn để xảy ra nhiều việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp. Có những vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả trung ương, cán bộ địa phương. Sự việc nào cơ bản cũng có móc nối giữa cán bộ nhà nước với thành phần thái hóa biến chất, làm thiệt hại thất thoát tài sản của nhà nước, nhân dân. Bà Mai cho hay, trước đây khiếu kiện phức tạp chủ yếu liên quan đến đất đai, nhưng giờ không chỉ liên quan đến đất đai mà lan rộng liên quan đến đấu thầu, sử dụng tài sản công, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm. Những cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bị kỷ luật trong thời gian qua cho thấy tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của đảng. Đảng viên làm bất cứ cương vị lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của đảng đều phải được xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh. Đó cũng là nguyên tắc đầu tiên trong công tác kỷ luật đảng viên của đảng ta. Điều đó cũng cho thấy nề nang, né tránh vốn là những cụm từ tồn tại lâu nay trong công tác đánh giá, nhận xét kỷ luật của cán bộ. Có lẽ giờ đây sẽ ít được nhắc đến hơn, thay vào đó sẽ là những cụm từ quyết tâm, không khoan nhượng, không dung túng. Điều đáng quan tâm đó là những đảng viên bị kỷ luật trong thời gian gần đây đều là những đồng chí có chức vụ lãnh đạo, có đồng chí là lãnh đạo cấp cao của đảng ta. Những người lẽ ra phải nắm rất vững những nguyên tắc lãnh đạo của đảng, nhưng lại chính là người đã vi phạm nguyên tắc của đảng, vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Không xứng đáng thì từ chức đi, rút lui trong danh dự. Câu nói đầy thâm thúy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi chia sẻ quan điểm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư khẳng định phong trào chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia, mà là cuộc chiến đó là vì đất nước, vì nhân dân. Nếu nói nhẹ, cán bộ khi có chức có quyền dễ lợi dụng để chấm mút, còn nói nặng đó là ăn cắp, ăn cướp của nhân dân, cấu kết với nhau nhằm tham nhũng tiêu cực, làm cho đảng, nhà nước mất uy tín. Theo người đứng đầu của đảng, về cơ bản những vụ án, vụ việc tồn tại nổi tiếng đã được đưa ra xét xử trong thời gian qua. Có một vài cá nhân trốn đi nước ngoài, song Tổng Bí thư cho rằng trốn cũng không được vì tòa đã xét xử vắng mặt. Tổng Bí thư cho rằng với một người là tội phạm, các cơ quan sẽ theo luật pháp quốc tế phối hợp với quốc gia mà tội phạm đang lẩn trốn để bắt về.
đó là những giải pháp đấu tranh rất quyết liệt. Bên cạnh xử lý phần ngọn, Tổng Bí thư lưu ý phần gốc là phải chống suy thoái về tư tưởng chính trị. Bởi nếu cán bộ có đạo đức, tư tưởng tốt sẽ không tham ô, tham nhũng, thay vào đó họ sẽ biết đó là cái xấu và phải tránh ra. Nêu thực tế hiện nay, Tổng Bí thư nhắc đến việc cho thôi nhiệm vụ với nhiều cán bộ lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cấp cao. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi, thế là nhẹ nhàng, nhân văn nhất. Khi có chủ trương này thì nhiều đối tượng đã xuyên tạc chuyện phe cánh đánh nhau. Nhưng càng thực hiện càng thấy chủ trương đó là đúng, là nhân văn, mở đường cho cán bộ chứ không phải cốt là xử nặng người vi phạm. Vì thế việc tạo ra những cơ chế răn đe, cảm hóa có ý nghĩa rất lớn, đang dần đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành. Dẫn chứng từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, Tổng Bí thư nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm, không phải để mình Trung ương thực hiện. Còn ở dưới thì không làm gì, Trung ương không xuống làm hộ, anh nào ở địa phương không làm được thì xử lý thay thế, đã không xứng đáng thì từ chức đi. Gần đây rất nhiều trường hợp thế rồi. Và đang còn nữa, các đồng chí cứ chờ xem, vừa nhẹ nhàng, êm ái và tự giác rút lui trong dinh dự là tốt nhất. Tổng Bí thư chia sẻ quan điểm nhắc đến việc triển khai phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong Hà Nội gương mẫu đi đầu, ai không làm thì đứng sang một bên và rút lui trong danh dự. Trong sự việc xảy ra lần này, chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của cơ quan điều tra và quyết định anh minh sáng suốt của Đảng và Quốc hội vẫn thực hiện chuẩn chỉ trong thời gian vừa qua trước sự việc có liên quan đến cấp dưới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên nói gì thì nói, việc ông Phạm Thái Hà bị bắt thì đích xác là thông tin chính thống. Theo đó, ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bị lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành ngày 22 tháng 4 sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà. Ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An. Vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện đấu thầu, hối lộ và nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, xử lý từ trên đầu xuống là đúng đắn. Như đã nói trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm quyết liệt, đúng đắn và xử lý đúng vấn đề tham nhũng làm sâu mọt đất nước. Chứ không phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẽ ra việc đốt lò không vùng cấm như những tờ báo phản động kia nêu. Nếu thực sự là diễn trò thì không có chuyện quyết liệt từ cán bộ cấp cao của Đảng như vậy mà chỉ làm cho có, cho xong. Đây chỉ là những chiêu trò ghê tởm của bọn phản động, cố tình vay mượn các sự kiện, lấy nó làm cái cớ để dễ bề chống phá. Hơn ai hết, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quá hiểu vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, những việc cần làm ngay, chặt cành để cứu cây là nhiệm vụ khẩn trương như nhiệm vụ cứu hỏa để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới, tiến lên giành lại những thành tựu mới, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bởi lẽ, tham nhũng thật đáng sợ vì nó rất tinh vi, xảo quyệt, được che giấu kỹ, không dễ gì nhận diện, vạch mặt phơi bày tội ác của nó. Thậm chí nó còn được một số cán bộ cao cấp cỡ bự và thế lực ngầm chống lưng, che đỡ. Tham nhũng gây mất niềm tin nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nó là giặc nội xâm, giặc của lương tâm, không những làm suy kiệt nguồn lực quốc gia mà còn phá hại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc của nhân dân ta, hủy hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đang làm cho thật giả, đúng sai, chân lý, sai lầm bị đảo lộn. Kẻ thù mượn cớ chống phá Đảng và Bác Trọng, ai đó dù là quyền cao, chức trọng, có nhiều cống hiến, từng có danh thơm tiếng tốt nhưng đã vướng vào tham nhũng, bị gục ngã bởi viên đạn bọc đường của thời cơ chế thị trường, thì ngay lập tức rơi vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mắc căn bệnh hiểm nghèo, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trà đạp thô bạo lên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về nêu gương đối với cán bộ đảng viên, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Tham nhũng là ngọn nguồn của mọi thói hư tật xấu, đẻ ra chủ nghĩa cá nhân, các loại bệnh gây chết người. Nó không chỉ gây bất bình, bức xúc trong xã hội, ô nhiễm môi trường sống của nhân dân ta, mà còn tạo ra sự bất công, bất bình đẳng, trái với mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống của chúng ta. Sự phi lý, bất nhân, bất nghĩa của nó là không thể chấp nhận, không thể coi thường, buộc chúng ta phải kiên quyết,
kiên trì đấu tranh loại nó ra khỏi cuộc sống, phải chặt cành để cứu cây. Đây là công việc hỏa tốc, không được nghỉ, không ngừng. Cũng giống như giặc ngoại xâm, giặc nội xâm đang làm tổn thương dân tộc ta, hủy hoại nền văn hóa con người Việt Nam. Lúc này, bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp phải diệt trừ tham nhũng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Lúc này, quan điểm của đồng chí Tổng Bí Thư đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hoàn toàn đúng, vì kỷ luật một vài người để cứu muôn người, quyết không để con sâu làm rầu nồi canh. Một vài cây bị sâu bệnh lây lan ra cả rừng cây. Sự thật chứng minh rằng không thể đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc ở nước ta nếu giặc nội xâm tham nhũng tiêu cực còn hoành hành, còn lũng đoạn. Nhân dân ta không có niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa nếu quốc nạn tham nhũng chưa được diệt trừ. Ai đó cho rằng càng chống tiêu cực, tham nhũng thì Đảng ta càng mất uy tín, càng bộc lộ sai lầm, khuyết điểm về công tác nhân sự, công tác của cán bộ Đảng là luận điệu sai trái, chắc chắn bị thực tiễn bác bỏ. Người có lương tâm, danh dự không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự thật, không được nói bừa, nói ẩu, vi phạm đạo đức, nhân cách làm người. Hãy xem kỹ thuyết nhân quả sẽ thấm sâu điều này. Rõ ràng là càng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, cái đúng càng lên ngôi. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.